é ấp trong điệu múa đàn đã khắc họa một phần nét đẹp của người phụ nữ Cao Bằng. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con ngắm nhìn vẻ đẹp ấy qua điệu múa suối đàn, qua sự thể hiện của tốp múa tổ 10 phường Ngọc Xuân. Thank you.